Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đoàn chuyên gia của Airbus và đại diện nhà chức trách hàng không châu Âu đã có mặt tại sân bay Buôn Ma Thuột để phối hợp điều tra khắc phục hư hỏng máy bay A321 của Vietjet sau sự cố hạ cánh vào hôm 29 tháng 11 vừa qua. Hiện Cục Hàng không Việt Nam đã thu thập thông tin, dữ liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra nguyên nhân sự cố hàng không. Tổ điều tra của Cục Hàng không Việt Nam đã bắt đầu phối hợp với các cơ quan liên quan giải mã, phân tích dữ liệu hộp đen. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Cục Hàng không Việt Nam và hãng hàng không đã đình chỉ tổ bay trong khi chờ cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Cục Hàng không Việt Nam đánh giá cao việc triển khai công tác khẩn nguy cứu nạn của hãng hàng không cũng như các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại sân bay. Tổ bay đã triển khai quy trình khẩn nguy và thoát hiểm hành khách theo quy trình khai thác, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ 207 hành khách.